Hồi bé, tôi quậy phá trong lớp, thầy giáo đã gọi tôi lên văn phòng. Mọi lần thầy chỉ giảng đạo lý, nhưng lần này thầy quyết định qua nhà tôi. Nghe thầy nói qua nhà, người tôi chợt run lên, làm tôi nhớ đến những trận đòn. Cùng cây gậy, bố vẫn hay dùng để đánh tôi. Trong cơn tuyệt vọng, tôi đã nhờ anh hai chỉ cách. Anh hai chắc chắn có nhiều kinh nghiệm trong việc này. Sau một lúc suy nghĩ, anh hai bảo, đợt này bố mẹ mày đi làm về muộn. Khi thầy đến nhà, hãy nói rằng bố vừa qua đời, mẹ thì lại bận đi làm. Chỉ cần như vậy là đã có thể đuổi được thầy đi rồi. Mắt tôi sáng lên, quả là một phương án hay. Một lần và mãi mãi, như vậy thì thầy sẽ không bao giờ quay lại nữa. Buổi chiều sau giờ học, tôi đã chạy về nhà nhanh nhất có thể. Nghĩ rằng nếu chỉ nói suông, thầy giáo sẽ không tin. Tôi vội lục tủ, tìm được một bức ảnh thẻ của bố. Sau đó tôi ra cửa hàng mua một cuộn tiền giấy, đặt một chiếc thau trước cửa, lấy một củ hành, xoa cho chảy nước mắt. Rồi tôi quỳ trước cửa nhà, đốt giấy vàng. Mắt tôi nóng đến mức tôi không thể ngừng khóc. Lúc này thầy cũng đến nhà, hỏi tôi có chuyện gì vậy. Tôi mếu máo bảo, bố em vừa mới mất thầy ạ. Mẹ em đi làm chưa về, không có ai ở nhà cả. Thầy nghe xong, cảm thấy tôi thật đáng thương. Một xuống đốt giấy cùng với tôi, thầy bảo từ nay thầy sẽ chăm sóc em. Nếu khó khăn, hãy nói với thầy. Tôi cảm động khóc lên, cứ như bố tôi đã chết thật rồi. Nhưng lúc này, tôi không có thời gian để tiếp thầy. Trong lòng tôi cứ nghĩ mãi sao thầy không rời đi, ngồi đây mãi vậy, thầy về đi. Nhưng không, thầy vẫn ngồi an ủi tôi, đốt cho hết tập giấy. Tôi đang phát điên lên, nếu thầy không về sớm, thì hôm nay là ngày giỗ của tôi mất. Đang suy nghĩ, thì bố tôi đi về, bố tôi bối rối khi nhìn thấy cảnh này. Bố đang định hỏi chuyện gì, thì nhìn thấy bức ảnh trên mặt đất. Ngay lập tức hiểu chuyện, tôi sợ tái mét mặt mày, không nhúc nhích, tâm trí trống rỗng. Thầy giáo đứng dậy chào hỏi, chào anh, tôi là chủ nhiệm của em Vương. Dạ vâng, xin chào thầy. Tôi là ông bố bất hạnh của Tiểu Vương đây. Rõ ràng là bố đang cố ý nói điều tôi, nhưng thầy khi nghe lại nghĩ đến một trường hợp khác. Thầy quay sang nhìn vào tôi, lúc này tôi mặt tái mét há hốc mồm. Sắc mặt thầy dần tối sầm lại, nhìn bố tôi lần nữa, hình như thầy có vẻ sợ hãi điều gì đó. Hơn nữa bây giờ trời hơi tối, cảnh vật lúc này có vẻ hơi yên tĩnh. Bố thì cứ mỉm cười, mời thầy giáo vào nhà tôi chơi. Chẳng hiểu sao thầy lại bỏ chạy mất. Bố chạy theo gọi thầy nhưng không được. Sau đó khuôn mặt bố giận dữ bước vào nhà, thằng trời đánh mau vào đây. Tôi nghe như tiếng sấm nổ. Tôi biết điều đó có nghĩa là gì. Đêm hôm đó, nhà tôi vui như ngày Tết. Tiếng rơi quất như pháo nổ suốt cả đêm. Tôi đã phải chống nặng mất một tháng.